chương trình từ thủ đô Washington với luật sư chuẩn Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức quốc tế đặc biệt là tin tức chiến sự ở Ukraine. Thì tin tức cho biết là phía Ukraine ngày 29 tháng 8 đã mở ra một cuộc phản công xung quanh khu vực Kherson và đích đến là giải phóng thành phố Kherson. À, tuy nhiên hiện nay các cánh quân của Ukraine mới vừa chiếm được ba làng ở phía bắc của Kherson và những nỗ lực của họ là hết sức khó khăn. Theo như tham mưu trưởng của Ukraine cho biết rằng à, cuộc chiến tại Kherson là quân đội Ukraine giành từng mét đất thưa quý vị. Nói chung là hết sức khó khăn khi mà Nga áp dụng à, chiến thuật à, phòng ngự ba lớp đặc biệt là dùng tăng thiết giáp và các loại hỏa lực pháo binh tầm xa, tầm gần. Đặc biệt là với các loại đầu đạn nhiệt áp bắn vào các nơi nghi ngờ và các nơi tập trung quân của Ukraine gây thiệt hại rất lớn. Chẳng hạn như lữ đoàn dù 82 của Ukraine cũng đã bị thiệt hại hết sức nặng nề cùng với một vài lữ đoàn dù khác đều có những số thương vong hết sức lớn có thể nói rằng uh, sau đó thì đến ngày 1 uh, tây tháng 9 phía Ukraine tuyên bố là tổng phản công trên toàn mặt trận thưa quý vị và có thể nói uh, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga kéo dài trên một cái uh, chiến tuyến dài thuộc lại đỉnh của thế giới tới 2.400 km thưa quý vị và xung quanh những vùng như Donbass, Kharkov, Luhansk, Donetsk vân vân đặc biệt là ở bán đảo Crimea đều có những vụ tấn công bởi các hỏa lực tầm xa của phía Ukraine thì có thể nói Ukraine sử dụng những hóa thần hoặc là những khẩu pháo tầm xa được viện trợ bắn vào các sở chỉ huy, các kho hậu cần, các cầu và các con đường tiếp liệu cùng với lại việc tấn công vào các đơn vị phòng ngự của nga. Thì có thể nói giao tranh hết sức ác liệt phía ukraine buộc lòng phải phân tán mỏng và hiện nay thì cuộc giao tranh đã diễn ra trên 200 ngày thưa quý vị có thể nói là hai bên giáp chiến rất quyết liệt thì phía Ukraine hiện nay đang tìm cách bao vây khu vực Easy nơi mà đang có một lượng lớn quân nhân Nga lính Nga tập trung khoảng 10.000 người thưa quý vị và Ukraine tìm cách bao vây và kêu gọi đầu hàng cây số lực lượng uh, quân nhân uh, Nga tại đây. Và phía uh, quân đội Nga thì uh, tìm cách uh, mở đường máu và tìm cách uh, mở đường tiếp viện từ phía bắc uh, có thể nói là giao tranh hết sức ác liệt ngay tại uh, điểm uh, oskil của uh, khu vực Izmir và trong những ngày tới giao tranh sẽ hết sức quyết liệt một là nếu mà nga không có tiếp viện kịp thời thì lực lượng ở đây có thể phải đầu hàng đó là cái mong muốn của phía ukraine nhưng mà hiện nay thì quân đội nga đã mở đường máu và mở thông hành lang ở phía bắc của ismi và giao tranh cũng đang hết sức quyết liệt phía ukraine phân tán bóng lực lượng và tìm cách phản công trên toàn tuyến và đây là một cái nhiệm vụ hết sức bất khả thi nhưng bắt buộc Ukraine phải tái chiếm và tổng phản công giành lại đất thì được biết rằng diện tích đất của Ukraine trên 600.000 km vuông mà phía Nga cùng lực lượng quân đội ly khai ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk, tức là vùng Donbass chiếm khoảng 10.000 km vuông thưa quý vị. Có thể nói rằng trước ngày 24 tháng 2 2022 thì phía lực lượng Nga và lực lượng ly khai chiếm 80.000 km vuông và trong 200 ngày vừa qua thì chiếm thêm 20.000 km vuông. Và phía Ukraine cho biết là kể từ ngày 29 tháng 8 phản công tại Kherson và sau đó là 1 tháng 9 tổng phản công thì phía Ukraine đã giành lại 1.000 cây số buồn thưa quý vị. Có thể nói rằng cái con số mà giành lại rất nhỏ nhoi so với 100.000 cây số buồn đang bị lực lượng của Nga quân đội ly khai chiếm giữ thưa quý vị và đã có trên 10 triệu người dân Ukraine phải tị nạn ở các quốc gia lân bang và đã có 2 triệu người trở về lại quê quán sau nhiều tháng đi tị nạn. Thì đối với người dân ở những vùng mà quân đội Nga hoặc là quân đội ly khai chiếm đóng thì họ đang tìm cách xin vào quốc tịch Nga và phía Ukraine thì cho rằng những người dân đó là những người phản bội Ukraine và cho biết là sẽ truy tố nếu mà họ có quốc tịch nga vân vân thưa quý vị. Nói chung là hiện nay người dân Ukraine cũng đang chán ngán cho cái cuộc chiến không biết bao giờ chấm dứt. Thì trên màn hình quý vị thấy là quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng những vũ khí mới, chẳng hạn như máy bay không người lái có khả năng mang xấu qua đạn cối thậm chí có những máy bay không người lái còn gắn thêm hai khẩu súng chống tăng nhằm chống lại lực lượng của nga thì đây là những cái đồ chơi mà có vẻ là tối tân nhất thì tin tức cũng cho biết là các nước trong khối nato vẫn tiếp tục viện trợ quân sự cho ukraine chẳng hạn như là na uy vừa mới viện trợ cho Ukraine 160 hỏa tiễn Hellfire tức là lửa địa ngục với tầm bắn 8 km được gắn trên đủ mọi loại phương tiện từ máy bay trực thăng, máy bay không người lái vân vân. Thì đây là một cái con số nhỏ nhoi nhưng mà vẫn chứng minh được là NATO vẫn tiếp tục yểm trợ và ủng hộ. Thì tin tức cũng cho biết trong tuần là phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã tiếp tục uh, viện trợ cho Ukraine một cái gói uh, 650 triệu đô la nhưng mà đợt giao đầu tiên là sẽ là 325 triệu đô la trong tuần này. Thì có thể nói là phía Ukraine hiện nay đang hết sức vất vả để mà thực hiện cái nhiệm vụ tổng phản công lấy tiếng nhiều hơn là trên thực địa thưa quý vị chúng tôi vừa nói là chỉ chiếm lại được có một phần trăm so với 100.000 km vuông đã bị phía Nga và phía quân đội ly khai chiếm đóng và trên hình thì quý vị thấy một cây cầu bị phá vỡ bởi lực lượng Ukraine nhằm ngăn chặn Nga tiếp viện cho những vùng mà Nga đang chiếm đóng thưa quý vị thì có thể nói rằng đây là một cái nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với Ukraine vì tháng 11 tới đây thì chính quyền ly khai ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk sẽ có một cuộc chân cầu dân ý cho biết là có nên sát nhập vào nước Nga hay không hay là tách riêng trở thành những quốc gia tự trị độc lập thì đó là cái câu chuyện mà phía Ukraine phải cố giành đất giành dân trước cái ngày mà trưng cầu dân ý vì nếu mà người dân đã trả lời một câu hết sức rõ ràng chẳng hạn như theo nước Nga sát nhập vào Nga thì Ukraine rất khó mà có thể giành lại đất vì lúc bây giờ Nga sẽ tuyên bố những cái quốc gia tự trị độc lập đó là đất của Nga và nếu Ukraine đánh vào tức là đánh thẳng vào quân đội Nga thưa quý vị hiện nay thì quân đội Nga cho biết là chỉ tiếp tay với lại lời kêu gọi của người dân ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt Z tức là victory chiến thắng thưa quý vị thì quý vị có thể thấy cận cảnh của những chiếc máy bay không người lái của quân đội Ukraine với 6 quả đạn cối được lắp ở phía dưới và nó có cơ chế hoạt động là khi mà nhấn nút thì từng quả đạn cối nó sẽ rơi xuống và phía Ukraine hy vọng là nó sẽ tấn công vào các vị trí tập trung quân bằng máy bay không người lái có thể nói rằng cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc chiến giữa hai bên sử dụng máy bay không người lái tối tầng tấn công lẫn nhau thì tin tức cũng cho biết là phía Nga đang có những cái vấn đề về tiếp liệu hậu cần vì phía Nga mỗi ngày phải sử dụng ít nhất là 20.000 quả đạn để tấn công vào các vị trí của Ukraine thậm chí có những ngày lên tới 60.000 quả đạn, đạn đại bác rồi hỏa tiễn các loại vân vân. Thì tin tức cũng cho biết rằng phía Nga đang tìm cách nhập thêm những máy bay không người lái từ Iran và nhập thêm một số các loại đạn, các loại hỏa tiễn từ Triều Tiên vân vân thưa quý vị. À, đương nhiên Việc sản xuất thì cũng không kịp Mà cuộc chiến tranh thì nó quá lớn Trên một cái chiến tuyến dài 2400 km Thì theo tin tức uh, của phương Tây cho biết Rằng là Nga đã sử dụng uh, khoảng 1 phần 3 Trong cái kho của mình thưa quý vị Trong cái kho vũ khí của mình Mà nếu cuộc chiến kéo dài Thì chắc chắn Nga cũng có những cái khó khăn Khi mà sản xuất không kịp những vũ khí đã bị tiêu hào trên chiến trường với ukraine thì uh, phía nga tin tức cũng cho biết là không có ý định thương thảo gì với ukraine và phía ukraine thì cũng cho biết rằng là muốn thương thảo thì phía nga phải rút lui trả đất rồi mới nói đến chuyện hòa bình thì trong diễn biến mới nhất tổng thống Vladimir Putin của Nga trong cuộc tập trận Rostock và diễn đàn an ninh phương Đông của Nga thì đã công bố học thuyết mới của Nga. Học thuyết mới của Nga mang tên là thế giới Nga, trong đó cho biết rằng Nga sẽ coi những nước phương Tây NATO, Mỹ là những kẻ đối đầu đối thủ và Nga được quyền sử dụng gọi là quyền đánh phủ đầu để mà răng đe những lực lượng mà nga cho rằng đe dọa nước nga vân vân rồi quý vị và nga cho biết rằng nga sẽ củng cố vị thế của mình ở Âu Châu, ở Trung Đông, ở Châu Phi và Châu Á. Thì trong học thuyết mới thế giới nga này nga cũng cho biết là sẽ có học thuyết mới về an ninh hàng hải là học thức mới về hải quân của Nga sẽ hoạt động thường xuyên để nối con đường giữa châu Âu và châu Á đảm bảo cái an ninh hàng hải cho nước Nga dẫn đến uh, vùng uh, Viễn Đông Vladimir Vostok vân vân thưa quý vị thì có thể nói nước Nga là một cái quốc gia hết sức rộng lớn chạy dài 11 múi giờ và trên 22 triệu Km vuông thưa quý vị Nói chung một cái quốc gia Hết sức uh, rộng lớn Nhiều tài nguyên, nhiều khoáng sản Mà dân số thì chỉ có 146 uh, triệu dân à, Tình hình của Nga thì hiện nay uh, Nga Đã thu về uh, Bán các loại uh, Dầu, khí đốt, khí hóa lỏng Lên tới 158 tỷ đô la Và Âu Châu Liên Âu đã nhập của Nga lên tới 85 tỷ đô la thưa quý vị thì qua cái việc bán dầu khí đốt khí hỏa lỏng 158 tỷ thì Nga có thể bỏ túi 47 tỷ đô la tiền lời và đó là cái con số mà Nga có thể rủng rỉnh kéo dài cuộc chiến để mà đánh Ukraine thì đương nhiên các nước phương Tây đang hết sức tức tối việc Nga bán được dầu giá cao cho nên tìm mọi cách tung ra cái chiến thuật gọi là bắt đáy và áp giá đáy thưa quý vị cũng xin thưa là một bên là có hàng hóa và một bên có tiền thì khách hàng là thượng đế khách hàng là có tiền và họ dùng tiền để ép những người bán hàng phải hạ giá Bán theo cái giá mà tôi đã định thưa quý vị Chẳng hạn như nói cho quý vị dễ hiểu là Chẳng hạn như ở những vườn uh, thanh long của Việt Nam thì Thường lái Trung Quốc đến mua và chỉ ra giá là Có 5.000 đồng một ký thanh long chẳng hạn như vậy Mặc dù giá trên uh, thế giới và nhiều nước Âu Châu, Mỹ Châu Lên tới sáu uh, 000 ngàn tiền Việt 1 kg chẳng hạn như vậy giá ở Hoa Kỳ 1 pound tức là 453 g là khoảng 4 đô la cho mỗi 1 pound thành long hay 1 kg thì tương đương với khoảng 7-8 đô la tương đương với 160 ngàn nhưng thường lái là kẻ có tiền và khách hàng là thượng đế ép giá nói rằng tôi chúng tôi chỉ có khả năng trả 5 ngàn một kg bán không được thì thôi không mua chẳng hạn như vậy hoặc là quý vị uh, có tiền ra các tiệm và nói rằng tôi chỉ muốn ăn một tô phở 25.000 bán dùng cho tôi thì đương nhiên uh, chủ quán sẽ tìm cách uh, bớt ít thịt lại chẳng hạn như vậy để mà bán với cái giá 25.000 cho những người khách uh, là giá như thế vân vân thưa quý vị thì nói chung với cái giá bắt đáy thì các nước phương tây cho rằng là giá trị thật của mỗi một thùng dầu của nga chỉ tầm giá 44 đô la và tối đa là chỉ 60 đô la một mà thôi thưa quý vị do đó họ đang tìm cách cấm vận những công ty nào mà mua quá hơn 60 đô la mỗi thùng dầu của Nga thì họ sẽ không bán bảo hiểm. Họ sẽ không cho tàu vận chuyển, không cấp giấy phép vân vân Nói rằng là mua giá cao cho Nga sẽ giúp Nga thêm nhiều tiền để đánh Ukraine kéo dài cuộc chiến và kéo dài sự đau khổ cho người dân Ukraine vân vân Nhưng trong một mục đích khác thì việc mà các nước G7 hay là nhóm G7, bảy nước uh, tư bản tìm cách là giảm lạm phát thưa quý vị. Vì nếu để giá dầu lên quá cao, giá khí đốt, giá năng lượng thì sẽ bị ảnh hưởng tới cái cuộc sống của những người dân ở các quốc gia. Hiện nay cái tỷ lệ lạm phát lên tới 13, 17, 20, 27% vân vân Rất là khốn đốn cho người dân. Cho nên tìm mọi cách với lý do là giảm lạm phát và giảm cái uh, chi phí lên uh, năng lượng cho nên tìm mọi cách là ép giá dầu của Nga thưa quý vị. Trong lúc đó thì uh, Saudi Arabia là một trong những quốc gia bị thiệt hại khi mà giá dầu giảm. Do đó tìm mọi cách uh, cắt giảm sản lượng để nâng giá dầu lên. Hiện nay giá dầu thì chỉ trong tầm khoảng uh, 80 đô la tới 90 đô la cho mỗi một thùng dầu đặc biệt là dầu brand thưa quý vị còn dầu của Nga thì thuộc dầu Uran có rất nhiều lưu hình và Nga sẵn sàng bán rẻ 30 phần trăm đại hạ giá Nga đang tìm cách thu về ngoại tệ để mà trang trải cho cuộc chiến ở Ukraine thưa quý vị thì uh, nói chung là học thuyết mới của Nga do ông Putin đưa ra cho biết là Nga sẽ không bị cô lập và sẽ không bị đe dọa thưa quý vị. Ông nói rằng chỉ cần nhìn vào cái địa lý của nước Nga thì có thể thấy là Nga tới 11 múi giờ và thông ra tất cả các châu lục thưa quý vị. Châu Âu rồi Trung Cận Đông, rồi châu Á rồi thái bình dương vân vân kể cả châu mỹ ở eo biển bering vân vân rồi quý vị cho nên việc bao vây cấm vận của nga dường như khó có thể thực hiện và khó có thể mà thành công được nga hiện nay đang có những cái khối như brics như uh, chục uh, sáu nước cộng hòa liên bang xô viết cũ hoặc là các mối như trung quốc như ấn độ như khối châu phi vân vân khiến nga tiếp tục uh, vững vàng trước những sức ép của phương tây của hoa kỳ thưa quý vị nói chung là tìm mọi cách để mà ép giá dầu giá khí đốt và nga cũng đã tuyên bố là sẽ cắt giảm uh, bán khí đốt sang bên uh, Âu Châu đặc biệt là sang Đức và Đức hiện nay thì trong những tháng vừa qua đã tìm cách tích trữ khoảng hiện nay là 85% nhu cầu cho nên Đức trong mùa đông tới có thể thoát được vì theo dự đoán hiện tượng La Nina năm 2023 tới đây sẽ không có gây gắt và thời tiết sẽ ấm áp với nhiệt độ trung bình so với hàng năm là 0,8 cho tới 1,9 độ Celsius rồi quý vị. Thì có thể nói là Đức tìm cách thoát khỏi hay là còn gọi là cai khỏi cái khí đốt của Nga. Từ 55% nhập từ Nga thì bây giờ chỉ còn khoảng 26% và Đức ký kết với Pháp Đức sẽ xuất cản điện từ các nhà máy điện nguyên tử của đức sang pháp và pháp sẽ cung cấp ngược lại khí đốt cho đức cho nên đức đang tìm cách giảm cái lượng khí đốt nhập từ nga thì trên màn hình quý vị thấy đây là bộ tư lệnh của quân đội nga với bộ trưởng quốc phòng uh, uh, Sergei shoigu cùng với tổng tham mưu trưởng uh, Gerasimov cho biết là cuộc uh, chiến tại Ukraine là không do người Nga khơi mào mà người Nga chỉ muốn giải quyết những cái vấn đề mà Ukraine phản bội từ năm 2014 thưa quý vị. Và phía Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng vì lý do nhân đạo không muốn người dân thường bị thiệt hại cho nên đã có những cuộc hành quân chậm mà chắc đánh một cách chậm rãi không cần phải đánh à không cần phải tấn công mỗi ngày thưa quý vị. thì trên màn hình tin tức cũng cho biết là phía Hoa Kỳ rất nóng lòng muốn kiềm chân nga. thì trên màn hình quý vị thấy đây là Trung tướng Ben Hodges của Mỹ vừa tung ra chiều và tuyên bố rằng là chiến dịch quân sự ở Ukraine mà phương Tây, NATO, Liên Âu và Hoa Kỳ tiếp trợ là nhằm mục đích phi đế quốc hóa của Liên bang Nga, thưa quý vị. Nói chung là chụp cho nước Nga một cái tội gọi là tội đế quốc và những ông bà tướng tá của NATO của Hoa Kỳ thì nói là cần phải giúp đỡ Ukraine nhằm phi đế quốc hóa của Liên bang Nga. Và mong muốn rằng là liên bang nga trong thời gian tới sẽ suy sụp hoặc là sa sút hoặc nặng hơn là sụp đổ vân vân thưa quý vị nói chung là đây là phát biểu riêng của một ông trung tướng Ben Hodges à, tuy nhiên trong lúc này thì tổng thống thổ nhĩ kỳ Edogan cho biết là phương Tây đang gặp uh, quả báo uh, gieo nhân đạo thì uh, gặp hậu quả đó thưa quý vị. Nói chung là muốn uh, cấm vận làm cho nga suy sụp thì chính ra các nước uh, liên Âu cũng đang bị suy sụp, giá cả năng lượng tăng vọt lên 30% cho tới 80% trăm thưa quý vị. Nói chung là bị các uh, nhà khai thác dầu, đục nước béo cò, nói chung là muốn sản xuất ít nhưng mà bán giá cao ngất ngưỡng vân vân như tôi vừa nói là khai thác chỉ trong tầm 40 44 đô la nhưng mà bán tới 100 đô la cho mỗi một thùng dầu lợi ngất ngưỡng để mà gỡ gạt trong những năm bị Covid không làm ăn gì được. Và tiếp theo thì cựu thủ tướng Malaysia cũng đưa ra nhận định là Mỹ NATO à, kích động để đánh nhau vì phương Tây nghiện chiến tranh nghiện giết người thưa quý vị là như vậy và tiếp theo thì à, cố vấn chính phủ Hoa Kỳ ông à, Henry Kissinger một người rất nổi tiếng à, cũng đưa ra nhận định là Hoa Kỳ không nên à, tiếp tục hỗ trợ để chống lại Nga, chống Trung Quốc thưa quý vị. Vì đó sẽ là những cảnh máu chảy đầu rơi. Và điều đó là coi như là không tốt cho bất cứ ai trên thế giới này thưa quý vị. Bất cứ phe nào vì có chiến tranh thì sẽ có máu chảy đầu rơi và sẽ có những thiệt hại hết sức nặng nề về vấn đề kinh tế cho cả đôi bên. Thì đó là lời khuyên mới nhất của ông uh, cựu cố vấn chính phủ Henry Kissinger. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư trưởng thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.